Hết 30 tin đấy, mẹ em cuộc đời. Quay đi hôm nay còn đăng, đăng xong anh em mình đi. Mà ở đây kiếm rau rừng kiểu gì? Ở đây kiếm, có cái là rau rừng không nhỉ? Ở đây em? Ừ. Em không biết. Em có mấy thằng em ở trên này. Ừ. Không biết mấy nào. Từ ngã ba lên một đoạn. Ừ. Anh có ghế ở nhà nhưng mà không mang được. Mua 1,5 triệu. Ghế này là... Không phải ga Minh, ghế là mình đắt lắm. Ghế là mình tiết tiền không mua. À, ghế gì? Nó lại còn toán lại là ngồi chắc lắm. 1,5 triệu. Ghế ga Minh hơn 2 triệu, rẻ nhất là dòng hơn 2 triệu rồi. Rõ ràng không được ấn mà nó vẫn tự di đi. Bàn phím á? Chuột. À. Em điều khiển tốc độ chuột đấy, nó quá. À, đang chơi đấy à? Quay màn hình này cũng chẳng được đấy nhỉ. Mà chơi cũng chết đây. Thì ngắn quá. Để em cho phun cấu hình nhé. Chả cần đâu. Chú anh quay người mà. Đây chuyển đổi góc. Mở thế nhỉ. Không, ý em là mày anh em cho phun cấu hình vẫn mượt đúng không?